Chào mọi người, em Linh, kênh Đồ Nhật Bãi. Em cảm ơn mọi người đã xem video. Hiện nay nay là Giáng sinh đó mọi người. Thì nhân đây em cũng xin chúc những chú bác anh em ở bên đạo để có một đêm Giáng sinh thật là an lành, ấm áp. Mặc dù em thì không có bên đạo, nhưng mà cũng có nhiều chú bác anh em cũng có gửi lời chúc mừng em, thì nhân đây em cũng xin cảm ơn. Em thì không có đạo gì hết đó. Em đạo khác. Rồi thì nay em lên video số 134, giới thiệu mọi người một ít mặt hàng để mọi người tham khảo ha. Thì chắc mọi người đi chơi Noel hết rồi, nhưng mà tôi cũng gán lên một ít đồ để mọi người đi chơi về mọi người coi ha. Rồi mọi người coi nào phù hợp với công việc cũng như sở thích thì nhắn tin đặt hàng nha mọi người. Rồi em bán bằng hình thức chuyển khoản nha. Rồi để tiết kiệm thời gian em xin mô tả nhanh luôn. Thì đầu tiên là cái mã số 3401 mọi người, là cái combo hai con dao bếp này ha. Một con dao dao này chắc dao cắt thái mọi người, thái thịt ha. Là một con dao gọt trái cây. Rồi 3401, giá nó là 350.000. Để em mô tả con dao cắt thái này trước ha. Con dao này thì nghe mấy anh em chuyên về dao kêu bằng cái gì Nakiri gì đó mọi người. Em thì em không biết, thì nó hình dạng nó vậy đây. Ha. Full carbon. Nó thép carbon đó mọi người. Câu này thì bằng nhựa, cán gỗ. Em đo chiều dài mọi người coi ha. Thì cái lưỡi nó là 16,5 phân mọi người, nó dài nguyên cây là 3 tấc nè. Rồi cái bề bản của lưỡi là 5 phân 1. Cái độ dày. Độ dày nó 1,5 ly mọi người. 1,5 ly ha. Đó. Thì em cũng có xử lý sơ qua ha. À, có chữ nè mọi người, chữ này chữ gì em không biết luôn á ha. Chữ dập chìm đó mọi người đó. Thôi thì không nhựa cũng còn liên lạc hết á, cán thì cán gỗ. À, nó còn cả tem nhãn gì của nó luôn nè, giá nó luôn nè đó. Cây cũng còn khá đẹp đó, lưỡi nó không nhâm không mẻ nha mọi người. Em cũng có làm sơ qua cho mọi người rồi, về mọi người xài luôn à, khỏi phải mài dũa vậy ha. Bén lắm mọi người, mấy cái dòng mà mấy dòng carbon này bén lắm nha. Đó, đó. Bén cực kỳ luôn á nha. Cái tờ giấy lịch đó mọi người, tờ giấy A4 của mọi người đó ha. Cây còn đẹp mọi người. Đó, rồi một cây. Rồi cái con dao gọt trái cây. Con dao này cái kiểu này là nó giống như là cái con dao mà con dao cai hồi đợt trước em có bán mọi người, mà đây thì nó không in chữ cai mà nó in vậy đây nè ha. Đó ha, cái dòng này cũng dòng cái dòng dòng cao cấp nha mọi người. Cái cán của nó là cái cao su mềm á mọi người, mềm xèo à, cầm rất là êm tay nha ha. Lưỡi còn rất là sắc bén nha. Đó.
Thì con này nó dài tổng thể là nó dài là 23 phân rưỡi nè. À, 23 phân rưỡi. Riêng cái phần lưỡi của nó là nó dài được khoảng tất khoảng 10 10,5 cm mọi người. À, 10 phân rưỡi ha. Rồi cái bản lưỡi của nó thì nó một phân hai à, một phân bảy. Phân bảy nha. Dày nó cũng khá dày mọi người, nó dày chắc cũng tầm từ 1,5 ly nha, hơn luôn á, nó dày hơn cái con dao Nakiri á, con dao mà cắt thái vừa rồi luôn á, đó. Đó dày hơn xíu à, nha lưỡi nó còn rất là đẹp nha mọi người, nha cây này cũng còn sáng đẹp lắm. Cũng còn khá bén. Với lại mấy con dao gọt trái cây thì nói chung là vậy là cũng là rất là bén à. Nha. Đó. Bén lắm nha mọi người. Nha. Khá là bén nha. Chung là cái độ bén của nó thì mình có thể cắt thịt được nha mọi người, có thể cắt thịt được luôn á, cắt thái thịt ha, dao gọt trái cây nè, nhưng mà cái công dụng chính của nó thì là mình dùng để gọt trái cây ha, nhưng mà nó bén về mình muốn làm gì mình làm. À, rồi hai con dao này 3401 giá 350 ngàn. Rồi 3402 là cái con này thì cái bằng sashimi đó, con này thì em biết nè, sashimi, con dao làm sushi gì đó mọi người, cái con dao này rất là đẹp luôn. À, đây nè, nó có một hai ba mọc nè mọi người đó. Con này nó là thép ghép nha mọi người, nó ghép nha, à, nó ghép nha, là hai lớp thép mọi người. Xoay này thì nó lưỡi nó là 2 tấc 2, nó dài nguyên cây là 3 tấc 7, cái bản lưỡi của nó là 3 phân. Khá dày nha mọi người, nó dày tới 3 ly 2 nha, 3 ly 2, 3 ly 3 này ha, khá là dày nha. Đó, lưỡi còn rất là đẹp ha, câu này thì chắc cũng không nhựa, không nhựa hay gì đó em cũng biết nữa, nói chung là kêu bằng không nhựa đi, giống nhựa, cán gỗ ha, cán còn liền lạc hết, ha, dao còn thẳng thốn nha mọi người, ha, rất là thẳng thốn nha. Sashimi. Test dao thì cũng không rành lắm. Với lại con dao này nó thép nó cứng á mọi người, khó mài lắm mọi người. Khó mài bén lắm. Em thì cũng không có rành gì mài dao lắm. Rất là khó mài bén nha. Mình cố gắng em mài được vậy ha. Đó. Rất là khó mài, cái thép nó cứng đó mọi người. Thép nó cứng rất là khó mài nha mọi người, nhìn thấy cái chấn nè. Cái chấn ghép của nó ha. Đó, chấn ghép của nó đó. Rồi con này 3402 giá 400 ngàn. Ba bốn không ba là combo cưa mọi người, combo cưa dành cho chú bác anh em làm bên bonsai á,
đó, hoặc là mình nhà mình có vườn cảnh đồ, vườn cảnh mini đồ mình mua về á, bây giờ mình cắt tỉa cành đồ ha, 3 cây 3403 giá 270.000, nó bao gồm một cây cưa gấp nè, một cây cưa lá liễu và một cây cưa gấp mini đó. Đây để mô tả cây cưa gấp mini này trước nha. Hai cây cưa mặt cưa gấp mini gắn gỗ nè, khâu thì làm như là thép không rỉ. Lưỡi nè, răng nhuyễn nha mọi người, răng nhuyễn nha, còn rất là bén nha, em thử test rồi nó bén cực kỳ luôn á. Cắt mấy cái cành vừa vừa là ok nha, bén lắm, coi vậy chứ bén lắm đó. Hình dạng nó về đây, cán gỗ, cái gỗ này gỗ gì cũng đẹp đẹp nè mọi người nha. Thì cái con này thì nó dài nguyên cây là 2 tấc 9 nè, 2 tấc 9, rồi cái phần lưỡi của nó thì được, cái phần lưỡi cưa được là 1 tấc 1 nè mọi người, còn nguyên lưỡi nó là 1 tấc 2 ha, là đo tới khâu ha, 1 tấc 2 đó. Răng cỏ rồi còn đầy đủ hết mọi người, bén lắm nha, rất là bén nha. Cán còn liền lạc hết nha, không nứt không bể không mẻ gì hết đó. Rồi một cây, rồi cây thứ hai là cây cưa lá liễu, cưa gốc hẹp mọi người, cưa trong mấy gốc kẹt á, rất là tiện lợi mọi người. Nó có những cái vị trí mà mình không có đưa mấy cái cưa bự, hoặc là mình không có đưa dao rửa hay là búa gì vô được. Lấy cây cưa này cắt rất là bén nha, nó còn rất là bén nha mọi người, cắt rất là ngon, rất là tiện lợi. Cây này để dài nguyên cây là 3 tấc 2 nè, rồi cái phần lưỡi cưa được của nó thì 15 phân rưỡi, 15 phân rưỡi đó. Nó dài nguyên cây là 3 tấc 2 nè đó, răng nó về đây mọi người nha, răng còn rất là bén nha đó, mọi người có thể nhìn thấy ha, nó còn cả tem nhãn rồi cán gỗ nha. Rồi 2 cây, rồi một cây cưa gấp. Cây này thì xây này thì khá lớn, lưỡi này chắc lưỡi 2 tấc 1 nè đó, nguyên cái lưỡi là 2 tấc 1 mọi người, lưỡi cưa được ha, nó dài nguyên cây tới 4 tấc 8 nha, 4 tấc 8. Cây này còn đẹp nha, răng cỏ còn đầy đủ hết nha đó, rất là bén luôn nha mọi người, rất là bén luôn ha. Lưỡi nó nè, thép thì carbon thì nó vậy á, nó bong 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 vậy ha. Cán gỗ, cán còn liền lạc hết nha mọi người, đây còn cả tem nhãn rồi luôn nè đó, chốt đồng luôn nè ha. Này nó bị dính cái gì đó mọi người, nó bị dính cái gì nè ha. Rồi 3 cây này 3403 giá 270.000, mua về làm bonsai làm cảnh đâu mọi người. Ba bốn không bốn là cái cây cưa gom bôi ha, giá 280.000, cây cưa với lại với lại một cái giũa lá hẹ, giũa lưỡi cưa mọi người, giũa này còn đẹp nha, giũa này giũa lớn á, cái bản 2 phân rưỡi với mọi người, bản 2 phân rưỡi nha. Rồi cái cưa gom bôi quen thuộc đấy ha, đó, lưỡi 2 tấc 1 đó, lưỡi còn khá bén nhưng mà nó bị mẻ hết một răng ở ngoài này nè mọi người ha, mọi người thấy ha,
nó bị cục mất một khúc đó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì hết, cưa còn rất là bén nha, rất là bén luôn á. Lưỡi thì nó cũng bị oxy hóa vậy thôi. Mấy cái lưỡi đây là lưỡi, nó là lưỡi 281 là người gomboy nè, lưỡi zin của nó luôn ha. Đó, rồi cán nó đây, phần kim loại cũng còn sáng nha, phần ốp cao su thì cũng còn tương đối đẹp, bị cấn lắm tấm một vài chỗ thôi ha, cấn nhỏ nhỏ thôi mà nhìn chung còn đẹp ha, gomboy. Đó, bên đây cũng vậy, bên đây cũng có cấn dấu đây ha, lưỡi cũng bị oxy hóa nha. Đó, Interband luôn nè. Rồi, cái cây này lưỡi 2 tấc 1 nè mọi người, thì mình duỗi nó ra thì nó dài chắc khoảng 4 tấc 4. Thường thường là đúng là cây gomboy là nó dài khoảng 4 tấc 4 nè, mình duỗi ra ha, còn lưỡi là lưỡi 2 tấc 1. Rồi, rồi cái cây dũa nè, dũa nó còn đẹp nha mọi người, dũa còn đẹp nha, nha không có bị mẻ còn gì hết nha, còn khá mới nha. Cái dũa này thì cái bản của nó là 2,5 nè, đó, đó 2,3 à, 2,3, 2,4 à, thì nó dài phần dũa được của nó là cũng như là 10, 12 phân đi, 12 phân đi, rồi nó dài nguyên cây là tới 17 phân nha, 17 phân. Đó, cái dũa này bán không là cũng cả 100.000 rồi đó mọi người, còn mới đẹp vậy ha, rẻ cũng cả 100.000 ha. Rồi đó, giờ hai món này 280.000, nó tính ra cây cưa có chưa được 200.000 nữa. 3404 280.000. Ba bốn không năm, ba bốn không năm là combo búa nha mọi người, hai combo búa đó, nó bao gồm 4 cây búa như vậy ha, 4 cây búa như vậy, cây búa bi, cây nhổ đinh, cây gò với lại một cái cây nhỏ xíu xíu, hai 4 cây, 4 cây này thì giá của nó là 380.000, 3405. Cái cây này nè mọi người, cây búa nhỏ xíu này nè là dùng để chú bác anh em mà sửa chữa đồng hồ mắt kính rồi ha, gõ chốt rồi đó, rất là vừa tay luôn nha, rất là vừa tay luôn nha. Cái này nó không biết nó bằng cái gì mà nó bóng hới à, bóng hới mọi người, cây này có xài rồi, có dấu nè, họ gõ cái gì nhỏ li ti li ti mọi người đó, có dấu ha, nhâm nhâm ha, ở cái đầu nhọn. Đó, cây này nhỏ xíu xíu à, nó hơn hơn 2 lóng tay mình xíu à ha, cây này gõ chốt đồng hồ rồi chốt mắt kính nó là ok luôn á mọi người, mà nó được cái là nó dài tới 22,5 ha. Rồi cái đầu búa thì nó dài được cũng được 5,5 mọi người, 5,5. Rồi cái cạnh búa thì nó được gần phân nè, nó gần phân, cái máy này bữa nay nó kỳ quá đó, gần phân á mọi người, phân đi, nói chung là cỡ 1 phân á, vuông dứt luôn ha, vuông dứt luôn. Mấy cái búa nhỏ nhỏ xinh nhìn đẹp quá. Rồi cái cán của nó, cái cán này thì bằng bằng nhựa nè, rồi cái thân này thì nó được 4,5 ly nè, 4,5 ly gần 5 ly á, 4,7 ly luôn nè. Cái máy này kỳ cục đó nha. Rồi một cây, rồi cái cây búa gò nhỏ xíu một xíu này nữa, cái búa này thì cái chiều dài đầu búa nó có 6 phân à,
6 phần nha. Máy này bữa nay nó bị cái gì rồi? Sáu phân rồi, cái đầu búa nó dạng hình chữ nhật đó mọi người. Thì cái cạnh cạnh ngắn này thì nó được phân rưỡi nè, rồi cạnh dài nó được phân tám ha. Nó dài nguyên cây là 27 cm, nặng được nhiêu ta? Nó nặng có một lạng ba mọi người, nặng có lạng ba nha. Đóng đinh chỉ đồ mọi người, đóng đinh chỉ đinh cút rồi đó ha. Đây, ngoại hình ở đây ha, có mộc đàng hoàng nha mọi người, búa xịn đó ha, có mộc nè đó. Rồi đầu búa nữa nè, em có đánh đóng lại ha. Đầu mô, đầu phẳng, đầu này phẳng nè ha, cán này còn liền lạc hết luôn, cán này còn liền lạc hết á, cầm đóng mấy cái đinh cút rồi mọi người, rất là vừa tay luôn á. Đóng đinh cút mà lấy mấy cái búa bự bự như vậy đóng nó quẹo luôn cái đinh luôn á nè. Cái này đóng đinh cỡ 3 phân nè, cái búa nhổ đinh, đóng đinh nhổ đinh ha. Đó, cây này thì cái form nó vậy đây mọi người, nó hình dạng vậy ha, chút tròn đó. Cái đầu búa nó, cái phần chai cán nó dài ra ngoài này luôn rồi mọi người ha. Bốn lạng hai, cây này nó nặng 4 lạng 2. Rồi cái chiều dài đầu búa của nó được 10 phân rưỡi. Rồi cái đầu búa nó cũng dạng vuông mọi người, cạnh nhỏ thì được 1 phân 6, cạnh lớn thì được 1 phân 8. Nó chênh lệch 2 ly ha. Nó dài nguyên cây là 3 tấc 2. Đây cái đầu đóng nó em cũng có đánh bóng lên ha. Nó quát bên mép nè mọi người ha. Đó, ngoại hình này còn đẹp nha, không có bị rỗ. Ha. Có phần nhổ đinh á, cái phần nhổ đinh nè mọi người, nó bị rỗ ha, với lại nó bị họ xài sao mà nó mẻ, nó không có mẻ mà nó nứt lên nè mọi người. Thấy mọi người thấy cái dấu nứt ha. Ha. Xài thì chắc họ bẫy cái gì đó. Mà ở trong thì còn liền lạc mọi người, khúc trong này nè còn liền lạc hết ha. Chỉ bị cái mũi này thôi. Đó. Cán thì còn đẹp. Không có bị nứt, không có bị dập gì hết trơn á, cán còn rất là đẹp nha. Rồi ba cây. Rồi cái búa bi, búa đầu bi này nó nặng 3 lạng 2, nặng 3 lạng 2 mọi người, không biết xây máy không biết nữa, mà nó chỉ để có cái chữ V đây thôi, chữ V ha, ngoài ra không thấy thương hiệu gì hết. Đó, dạng đầu bi như vậy mọi người, đầu bi tròn tròn lùng lùng vậy ha. Đó, nó đầu búa được 8 phân nè. À, đầu búa được 8 phân. Rồi cái đường kính đầu búa khoảng 2 phân 4, khoảng 2 phân 4 ha. Dài nguyên cây là 29 phân rưỡi. Đây hình dạng nó đây đó. Ngoại hình cũng còn khá đẹp, cái form này cũng lạ lạ, cái đầu bi nó ngộ quá mọi người, nó lùng lùng sao á. Rồi cái đầu đóng nè, rồi cũng có xài rồi đó, cũng có dấu nè, dấu li ti ha.
còn khá đẹp nha. Rồi cán thì còn liền lạc hết luôn, không gãy, không nứt, không mẻ gì hết. Nhưng mà con cá là nó hơi sụt xịt nha mọi người. Về mọi người, nó hơi sụt xịt nhẹ thôi nè. Đó, chút niêm của nó là về mọi người coi chỉnh sửa lại ha. Rồi bốn cây này, hai bốn cây này ha mọi người, bốn cây như em mô tả nãy giờ đó, hai cây nhỏ nè, rồi cây nhổ đinh, rồi cây bi nha, combo này giá đâu rồi, 3405 giá 380 ngàn. Ba bốn không sáu là một cái cây búa tạ, búa tạ mà điều nó không có được tạ, nó có 0,6 kg rồi mọi người, 0,6 kg thôi ha. Cây này thì của thằng OH nè, nó búa chữ thập á mọi người, 0,6 kg, cầm rất là im tay ha. Đó, nó cái búa chữ thập này thì nó thường thường là hai đầu nó mô hết mọi người, hai đầu nó mài mô hết á. À, nó có xài rồi nè, có dấu rồi nè. À, cắn li ti nè ha. Rồi đầu bên đây cũng vậy. Đó. Ít thôi, không có nhiều. Ha, ngoại hình nó đây. Chốt nêm này còn đầy đủ ha. Cán thì còn ok. Cán còn ok ha. 0,6 kg, 610 gram, cái cán này có 10 gram à, không biết phải không, nó dài nguyên cây 26,5 phân. Rồi cái chiều dài đầu búa nó được 9 phân. Rồi đường kính đầu búa 3 phân ha, 3 phân đó mọi người. Nghe cầm có vậy chứ gõ xà bằng hay là đóng đinh rồi cũng được. Nói chung cây này nó 0,6 kg, nó cũng thuộc dạng là nhiều chức năng, nhiều nhiều cái công dụng rồi mọi người. Rồi 3406 giá 200 ngàn, đóng đinh cũng được, rồi gõ xà bằng hay làm những cái việc lặt vặt thì được hết. 3407 là cái cây búa đầu trâu của thằng Ba Kuma ha. Búa đầu trâu mọi người. 3407 giá 250 ngàn. Nó nặng 6 lạng, 6 lạng hơn một chút. Cho 6 lạng đi. Ha, ngoại hình ở đây. Cán kim loại ha. Tay cầm ốp cao su. Nha, Ba Kuma con gấu nè mọi người nha. Rồi đầu búa nó, đầu búa nó hai bên má thì nó là có sọc caro nè ha, hai bên má sọc caro nè mọi người nha. Còn đầu đóng đinh thì cũng sọc caro nè nha. Nói chung thì có xài cũng khá rồi, nhưng mà mặt búa cũng còn đẹp nha, mặt búa cũng còn khá đẹp ha. Đó. Rồi cái đầu búa nè nó cũng còn đẹp nè, xung quanh viền của nó nè không có bị bể rồi ha, cái viền nó còn tròn lẳn á mọi người, ngoại hình đẹp. Cán kim loại, cán thì có bị chốc xi một vài chỗ nè, đó ở dưới á mọi người, dạ dưới á, còn ở trên thì còn đẹp, ít thôi không có nhiều. Cán thì không có bị móp méo gì hết ha. Phần nhổ đinh nè, phần nhổ đinh này giống như chưa có xài luôn á ha. Cái cây này dường như là họ chỉ dùng cái đầu búa này họ đóng cái gì vậy mọi người, mà cái đầu nó cái nè nó nhăm nhăm li ti quá trời luôn, nhưng mà phần nhổ đinh thì không có nhổ ha. Phần đóng đinh có đóng, với phần chán có dấu, hai bên má thì còn đẹp, sọc cơ rô này còn liền lạc luôn, không có bị dấu gì hết. Rồi có cái khâu này để không biết làm gì đó, em cũng không biết nữa. Rồi cán ốp cao su này còn liền lạc hết luôn, không bị cấn, không bị nứt, không bị tét gì hết, cán còn rất là đẹp ha.
ba Kuma con gấu made in Japan luôn đó. Thì nó nặng 6 lạng, cái chiều dài đầu búa nhất khoảng tấc 3 quá. Tấc 3 mọi người. Đường kính này tầm 2,5, 2,7. Đường kính đầu búa là 2,7 nè. Cái máy này bữa nay nó cù bắp quá, đổi hướng nè. Nó không có lấy nét được luôn á. Rồi cái búa đầu trâu này 3,4,0,7 giá 250.000. Ba 3,4,0,8 3,4,0,8 là combo đục mọi người ha, combo đục 2,4,6 cây đục gỗ, 6 cây đục gỗ đây, giá 700.000. Rồi để em mô tả từ cây lớn nhất ha, cây lớn nhất, cây này thì nó cái lưỡi của nó là 3,5 ha, lưỡi 3,5. Cây này khá là lớn nha mọi người ha, lưỡi nó đây nè, lưỡi còn đẹp ha. Đục này là đục xịn không nha mọi người, đục thép ghép không nha, thép ghép không nha mọi người ha. Lưỡi này thì nó không có bị mẻ gì nhiều, nhưng mà mọi người về mọi người tự mài dũa lại nha. Em chỉ lấy sao em về em để như vậy à. Đó. Cái phần trên đây thì nó có bị rỗ nè. Trên đây kiểu như họ rèn, họ không có gia nhiệt nhiều á mọi người, cho nên thép non. Nhưng mà cái phần lưỡi nè mọi người nhìn thấy ha, lưỡi còn nguyên hiện luôn nha. Đó. Mọc nó nè. Rồi cán, cán nó còn liền lạc hết ha. Khâu của nó nè. Không có liên lạc hết nha. Cây này khá là dài và khá là nặng. Cây này nó dài gần 3 tấc, nó dài 2 tấc 9 đó mọi người, hơn 2 tấc 9 luôn, gần 3 tấc á. Đó. Cái lưỡi này cũng rất là dài luôn nha. Cái lưỡi này nó dài tới 8,5 nè. Ha. 8,5 nha. Rồi một cây. Cây thứ hai, cây đục dày, đục này cực kỳ dày luôn. Mọi người chú ý em mô tả nha, cái kích thước em không có để theo thứ tự. Thì em mô tả mọi người nhớ nha. Cây này thì nó không phân 7, phân 7 nha, nó dày kia nè. Nó dày tới một gần phân 3 nè mọi người. Nha. Rồi nó dài cũng rất là dài luôn. Nó dài cũng 27,5 nè. Rồi cái phần lưỡi của nó thì 7 phân. Phần lưỡi nó được 7 phân nè. Rất là dày luôn á, dày 1,5 luôn nè. Cái này đục dày nha mọi người, đục dày ha. Ha. Đó lưỡi nó nè. Đó. Có mọc miết đầy đủ hết nha mọi người. Ha. Cán này thì có bị nứt ha, cán có bị nứt, khâu rồi còn đầy đủ liền lạc hết. Rồi hai cây, cây phân 7 ha. Rồi tới cây này, cây này thì là thì rằng là cái cây này nó là 1,1. Chắc 1/2 á. 1/2 á mọi người. Ha. Đó. Rồi cái chiều dài của nó. Nó dài cũng 28 cm nè. Rồi cái lưỡi của nó cũng được 8,5 luôn. Ha. Đó. Khá là dày luôn nha. Dày cũng cỡ 1 phân hơn nè mọi người. Đây lưỡi nó thép ghép không nha mọi người, mấy cái loại này là thép ghép không nha, nha thép ghép không nha mọi người.
đó, hình dạng lưỡi nó vậy đó, ngoại hình nó đây. Nè. Mọc nó đây. Rồi, cán cán này thì còn đẹp. Nè, cán còn đẹp. Khâu luồn này đủ hết á. Rồi ba cây. Mày lại em để theo cái chiều dài thôi, còn cái bản lưỡi thì mọi người nghe mô tả nha. Rồi tới cây thứ tư. Đó, cây này thì nó bao nhiêu? Cây này là 3 phân. Cây này 3 phân. Đó. 3 phân, cây này ngắn nha mọi người. Cây này nó dài có 22 phân rưỡi à. Rồi cái lưỡi nó thì được có 5 phân rưỡi nha. Lưỡi 5 phân rưỡi. Cái chiều dài của lưỡi đó mọi người. Đây lưỡi nó đây. Đó, cây này còn mới nha. Đó, cái trớn thép ghép nè mọi người thấy ha. Đó, mọc nó nè. Ngoại hình á, cây này còn mới nha mọi người. Nè, cán nó cũng còn mới chét luôn nè. Đó, nó còn cái nhãn nó dưới đây nè mọi người. Câu rồi ha. Liền lạc hết luôn. Rồi, 4 cây. Cây thứ năm. Cây thứ năm này chắc tầm 9 ly. 9 ly. Ha, 9 ly. Dài chắc cũng tầm 2 tấc mốt. Rồi phần lưỡi được 5 phân rưỡi. Lưỡi được 5 phân rưỡi. Ha, lưỡi cũng không có mẻ nha mọi người. Cái này về mọi người mài sơ thôi, không có cần mài nhiều đâu. Đó, thép ghép không nha mọi người. Mọc nè. Cái này cũng còn đẹp. Đó, câu đây. Chụp chịch thôi. Về mọi người làm gì đó làm ha, cán còn đẹp. Rồi, 4 cây. Và cuối cùng là cây nhỏ xíu. Cây này chắc 6 ly. Đúng rồi, cây này 6 ly nè mọi người. 6 ly nha. 5 ly mấy á, 5 ly mấy 6 ly á. Này chắc cũng tầm tấc 2 tấc. 2 tấc. Rồi lưỡi nó thì được gần 5 phân nè. À, lưỡi nó gần được gần 5 phân mọi người, 4 phân rưỡi đi. Đây. À, lưỡi này cũng còn tương đối đẹp. Tất cả đều có mọc hết nha mọi người. Ha, à, mọc nó nè. Ở ngoài hình nó đây. Cán còn liền lạc hết nha. Thì nó cũng sụp sịch tới đục mà, nó phải sụp sịch vậy đó, khâu rồi còn ok. Rồi đó, 6 cây như em mô tả nãy giờ đó mọi người. 3408 giá 700 ngàn. Rồi tới 3409, giờ qua kèm mọi người qua đợt ngày ha. 3409 là cái combo kèm của thằng Murray 3 cây ha. 3409 giá đâu rồi? Đây. 3409 giá 350 ngàn 3 cây kèm ha. Một cây kèm điện, cây kèm cắt, một cây kèm mũi nhọn. Đầu tiên là cây kèm điện mọi người. Kèm điện ha. Đó, cây này là xây chung nha mọi người, xây 175 á. Đo thực tế nó ra 1 tấc 9 nè. Ha. Đo thực tế ra 1 tấc 9 nha. Đây, ngoài hình nó còn khá đẹp. Ha. Có cái
cái răng kẹp ở đây. Rồi vỏ đây, vỏ cũng còn ok, tương đối thôi. Nó có bị nó bị lủng lỗ ở đuôi cán nè mọi người. Ha. Rồi lưỡi cắt nè, ok ha. Răng kẹp cũng ok nha. Nó có xài rồi mà răng này còn ok. Đó. Một cây. Rồi tới cái cây kìm cắt. Kìm cắt Mori ha, cây này cũng xây 175. Đo thực tế là 185 nè, xây trung nha, mấy kìm cắt xây trung nè mọi người, cắt rất là nhẹ nha. Ha. Cái lỗ này, cái lỗ này là cái lỗ bị cắt điện sống mọi người. Bị cắt điện sống nó nổ ha. Rồi em sửa lại để cho mọi người là tuốt dây điện luôn. Còn lại hai cái băng lưỡi cắt thì rất là lớn, cắt rất là vô tư nha. Để lát nữa em test em cắt cho mọi người coi ha. Cắt rất là ngọt luôn. Đây ngoại hình nó đây. Đó, vỏ thì còn liền lạc hết ha. Ngoại hình cũng còn tương đối ha. Rồi hai cây. Rồi tới cây kìm nhọn này. Kìm nhọn này nó dài dữ lắm mọi người. Cây kìm nhọn này á là nó chỉ dùng để gấp thôi nha mọi người. Không có răng, không có răng và cũng không có lưỡi cắt. Nó chỉ có hai cái mũi vậy thôi, dùng để gấp, nó chỉ để gấp thôi nha. Nó dài lắm. Nó dài tới 2 tấc nè. Rất là dài nha. Ha. À, dùng chỉ để gấp thôi. Đó. Có lò xo nè mọi người. Này dùng để mình gấp mấy cái vật đồ nó rơi rớt rồi ha, trong kẹt trong hốc rồi á. Mình đút vô mình gấp thì cái mặt dưới này nó có bị rỗ ha, còn cái mặt trên này thì còn khá đẹp đó. Đây vỏ cũng còn ok ha, có lò xo luôn. Rồi ba cây này đó, 3409 giá 350. Thì để em cắt cái cây kìm cắt nè ha. Bây giờ em cắt phía trong này ha, còn rất là lớn nha mọi người. Cái phần cắt phía trong này còn rất là lớn luôn, cắt chia đôi được luôn á. Và phía ngoài cũng vậy ha, phía trong nè đó. Rồi cái lỗ này mình có thể tuốt dây điện được luôn ha. Rồi rồi cái kìm điện nha. Đó ba cây này xây lớn luôn á mọi người, 3409 giá 350.000, xây lớn luôn nha. Này nó có lò xo nó bung ra, em phải cột lại như vậy. 3410 là hai cây, hai cây này nó thành tới 4-5 cây lận. Một cây kìm điện, cây này thì của thằng SK11, SK11. Cái SK11 này là mọi người nhìn cái vỏ nó giống nào, Fuya đúng không? Nói Fuya là chung một hãng đó mọi người, mà kể như nó phân ra nhiều mảng nha. Đó. Nó phân ra nhiều mảng, nó có in laser trên đây mà em vệ sinh nó bay mất tiêu hết rồi, nên chỉ còn ở trên cán thôi. Trên cán thì để SK11 nè. Cây này cũng là xây trung, xây 175. Rồi một cây kìm mũi nhọn đa năng. Cây này nó thương hiệu nè mọi người. Đó, cái logo nó về đây nó in laser nè. Đó, xây 150. ES gì đó, EX. Ha. Nó cắt nè, tuốt nè, bấm cốt nè. Rồi bấm này, bấm gì? Cái hai lỗ này để làm gì em không biết. Rồi kẹp ốc nè. Đó, đa năng nha, có lò xo luôn ha. Vỏ hai màu, đen trắng. Mà cái này nó bị dính kiểu như nó để chung với cái đồ bị rỉ sét, nó dính rỉ sét vô mọi người. Em chà sơ sơ rồi cũng không có chà kỹ nha ha. Lưỡi cắt ở đây. Đó, đang kẹp ok nha ha. Cây này xây 1,5 tấc nha mọi người. Rồi cây kìm điện nè, cây này thì xây 175,
đo thực tế nó ra 185. Cái này 1,5 tấc đâu ra chắc tấc 6 á, 165. 165. Đó rồi cái cây kèm SK11 đi. Còn rất là đẹp, rất là mới mọi người. Ha. Vỏ là còn liền lạc hết nha, còn sáng tươi nha. Ha. Đây trên vỏ nó có để chữ gì nè. Chữ gì á? Hàng zip nha. Đó, vỏ còn liền lạc hết nha, sáng trưng luôn. Rồi lưỡi cắt. Đây. Răng kẹp. Còn cao vút luôn ha, giống như cây này giống như chưa xài luôn á. Rồi đem test. Cắt rất là khỏe, rất là ngọt mọi người. Ha. Rồi cây kìm mũi nhọn nè. Tuốt có lỗ tuốt dây điện nè, tuốt này tuốt dây dắt dây 2.0. Dạng dây đi bóng đèn, dây đi trong nhà đồ mọi người. Dây 2.0 ha. Cắt. Cắt rất là ngọt. Có lò xo mọi người. Vỏ rất là dày nha, vỏ này cách điện tốt nha. Vỏ rất là dày mọi người. Ha. Còn liền lạc hết luôn, không có bị gì hết á. Rồi hai cây này 3410 giá 280.000. Ba bốn mười một là cũng là combo kèm 3 cây ha, kèm cắt, kèm điện, kèm nhọn cong. Hai cây này thì hai cây màu bọc đô này thì của thằng KTC. Rồi cây kìm cắt này thì của thằng Tsunoda. À, Tsunoda mọi người. Cây này đẹp quá. Made in Japan luôn nè. Đó, vỏ hai màu. Còn liền lạc hết mọi người. Vỏ hai màu rất là dày nha, vỏ rất là dày. Ha. À, lưỡi cắt của nó còn quá đẹp luôn. Đó. Xây này là xây 150 nha mọi người. Xây 150 nha. 150 mà cây này đo ra chắc tấc 7 quá. 165. Rồi cây kìm điện. Kìm điện của con KTC. Nghe KTC Tool. Cây này cũng xây 150 luôn. Đo thực tế cũng 165 luôn. Đó. Cây này lưỡi cắt cũng còn đẹp. Ha, răng kẹp sọc caro còn khá đẹp, vỏ cũng còn liền lạc hết nha, cấn có cấn, ngoại hình còn đẹp. Rồi hai cây. Rồi tới cây kìm mũi nhọn cong. Cây này thì xây lớn nha mọi người, đo hết cái mũi nó luôn là nó tới 20,5 cm lận nha, đo hết chiều cong nó luôn á. Đó, KTC. Đây nó anh la dè mọi người, KTC Japan ha. Đó. Lưỡi cắt của nó. Lưỡi cắt của nó. Nó có bị nhầm đây chút xíu đây à. Răng kẹp thì ok, răng kẹp còn rất là dày. Vỏ thì còn liền lạc. Em cắt thử ngay chỗ nhầm này coi. Đứt. Cắt rất là ngọt luôn ha. Rồi cây kìm điện. Rồi cây kìm cắt. Rất là nhẹ nhàng nha. Rồi ba cây đó mọi người. Ha, ba cây. Combo ba cây này. 3411 giá 350. Ba bốn một hai là cái cặp kìm phe, kìm lấy phe mọi người. 3412 giá 200.000. Thì một cây là lấy phe ngoài nè, cái này bóp nó hả ra ha. Còn một cây thì cái này lấy phe trong ha. Nè mình bóp nó gấp lại đó. Cái cây lấy phe ngoài thì form này, cái này chắc tầm 1,5 tấc quá. Tấc 7 nha mọi người. Mũi nó khá là nhỏ nha.
ha. À, mũi khá là nhỏ nha mọi người. Đó, cây này thì em không thấy thương hiệu đâu hết đó nha. À, lò xo đó, ngoại hình còn khá đẹp nha. Cái này là lấy phe ngoài ha. Đó, lấy phe ngoài. Rồi cây lấy phe trong. Này có lò xo luôn. Đó, cây này thì nó để chữ KSS Japan ha. Lấy phe trong. Cây này nó có thể làm kìm kẹp được nha mọi người ha. Nó có thể dùng để làm cái kìm mình gấp hay là mình kẹp gì đó. Nhưng mà cái mũi đó nè ha, cái mũi nó họ thiết kế gì đây. Đó, nhỏ nhỏ xíu vậy đây. Dùng để lấy phe mấy cái phe nhỏ ha. Nó bóp sát luôn nha mọi người. Ha, bóp sát luôn á. Đó. Cái này chắc cũng tầm 15 phân rưỡi. 15 phân rưỡi. Cái này mình bóp sát thì nó hơi dính nha. Mình nảy nó ra xíu. Đó, cái này nó hơi dính nè mọi người, còn rít. Rồi cặp này 3412 giá 200.000. 3413 cũng là một cặp kèm phe luôn ha. 3413 giá 250. Là nó cũng lấy một cây lấy phe ngoài, một cây lấy phe trong thì nó là công ha. Cây lấy phe ngoài thì của thằng KTC, cây lấy phe trong này thì của thằng tốt đây. Cây lấy phe trong nè mọi người. À, nó còn hở vậy ha. Đó, mũi của nó đây, nó rất là to nha, cái mũi này rất là to luôn. Đây có răng nữa nè ha. Vừa là kèm phe mà vừa là gấp luôn đó mọi người, có răng để gấp đồ ha. Đó, răng của nó để gấp đồ ha. Cây này dài cũng 16 phân rưỡi nè. Đó. Cây này thì vỏ cũng còn tương đối khá. Mấy kìm phe này mà vỏ nó cũng không quan trọng lắm. Rồi, tới cây kìm mũi thẳng. Mũi thẳng này của KTC nha. Nó lấy phe ngoài nè mọi người. Nó mũi nó nè nha. Cái này mình thay mũi được nè mọi người, nó có con ốc đây nè. Đó, bây giờ nó cũng hơi lỏng lỏng rồi, em cũng không có siết lại nữa. Này siết lại nha mọi người nha. Có lò xo luôn nè. Cái này mũi thẳng nó dài tới 18,5 cm. Đó, có lò xo luôn, ngoài cũng còn khá đẹp, vỏ thì có bị nứt. Rồi cặp này 3413 giá 250. Ba bốn mười bốn là cái combo cờ lê hai đầu dòng, 5 cây ha. 5 cây thì nó bao gồm là cây 810 nè. 810 ha. 810 này của KTC. Cây này còn quá đẹp luôn. 810 KTC ha. Đó. Rồi. Cây 11 13. 11 13 thì cũng tốt. mười một mười ba ha. Cây cũng còn đẹp mọi người. Nói chung cái bộ này đẹp lắm nha, cái combo này đẹp mọi người ha. Ngoại hình tới răng cỏ rồi ha, còn rất là đẹp. 11 13 8 10 11 13 rồi cây 12 14 nè. 12 14 này của thằng SNT Asahi 12 nè.
Online Style Japan 14 nè, nó hiệu này nè mọi người, SNT Asahi 12-14, ngoại hình cũng còn đẹp, răng cỏ cũng còn ok hết á. Đó. Rồi cây 17-19, vải 19 của thằng Asahi ha, vải 19 cây này còn len can luôn. Và cuối cùng là cây 22-24 của thằng Tunman ha, Tunman 22-24, cây cũng còn đẹp. Nói chung combo này đẹp lắm mọi người. Đó, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 5 cây 3, 4, 14, giá 550. Ba bốn mười lăm giá 230.000 là cái combo vít tự động ha. Cái vít tự động này của thằng engineer đó, nó dính ở đây là một cái mũi, một mũi cộng 2 và một mũi trừ, này là trừ 7 quá, trừ 7, mũi cộng 2 trừ 7 ha. Đó. Tự động đảo chiều nha mọi người, dưới là đảo chiều nè, ở giữa là khóa chết ha. Ha, ngoại hình còn đẹp nha. Đó, giá nó là 230.000 nha. Với lại 5 cái mũi vít rồi, 5 cái mũi vít này, mũi vít em hay bán nè mọi người, mũi vít chưa có xài ha. 5 mũi vít rồi. Rồi, một mũi này là 2 tấc của vẹt xeo, 2 đầu. Đó, mũi này chưa có xài nha mọi người, mũi 7 nha, chưa có xài, mà nó mũi 7 nó bị gỉ ha. Đó, mình muốn thì mình đúc vô đây, mình làm cái vít dài ha. Đó. Rồi, dặn ra dặn vô rồi đó. Ha, làm cái vít dài. Rồi, một mũi này. Hai mũi BH1, một đầu. Ha. Ha, hai mũi BH1, một đầu. Mũi này nó dài 9 phân. Nó nhỏ mọi người, cốt nó nhỏ. Cái thân mũi nó nhỏ. Thân mũi nó có 4 ly rưỡi à. 4 ly rưỡi rồi nha. Đó, gắn vô để dặn mấy con ốc ở trong mấy cái lỗ rồi ha, tọt cho mấy cái lỗ. Rồi hai mũi. Rồi thêm hai mũi BH0 nữa. Hai mũi BH0 nhỏ xíu luôn. Mũi này thì cái thân mũi nó 3 ly. Nó dài 1 tấc. Nó dài 1 tấc. Ha. Mũi nhỏ xíu một xíu mọi người. Để mọi người dặn mấy con ốc nhỏ nhỏ xíu ha. Đó. 5 mũi rồi. Đó, mà một cái vít tự động với lại một cái mũi 2 đầu theo nó. Rồi combo này 3, 4, 15 giá 230.000. Ba bốn mười sáu là cái combo vít, nó bao gồm 3 cây vít ha, 3 cây vít với lại một cây vít góc hẹp. Cây vít góc hẹp này nó có 2 mũi một mũi cộng, một mũi trừ. Bây giờ để em mô tả cái vít góc hẹp này trước ha. Cây vít góc hẹp, cây vít góc hẹp này là của thằng Anet Made in Japan. Cây này còn rất là đẹp nha, rất là chắc chắn luôn. Giờ 2 mũi
Mũi này là mũi pH 2. Mũi này là mũi trừ 4. Ha. Cái này nó xài 500 chứ không phải xài bi. Nó chỉ cần mình đưa vô là nó hết. À. Cây này còn rất là đẹp luôn nha mọi người, còn rất là mới nha. Đảo chiều đây. Ha, đảo chiều ngay đây luôn. Chích chốc hẹp, nó ẩn ẩn lên vậy mọi người. Ha. Còn rất là mới nha mọi người. Đó. Rồi, hai mũi ha. Hai mũi rời của nó ha. Rồi tới cây vít này. Cây vít này là vít BH2. Cây này vít có xài rồi. Xài rồi mà giống như chưa xài á, cạnh còn nguyên à. Cây này rất là dài luôn. Vít chữ T. Và có tay cầm quay luôn. Cây này nó dài tới 3 tấc mốt. Rồi cái tay quay của nó là nó được tấc 3. Đó. Có cái phần nhựa này để mình cầm tay mình vô đây mọi người. Quay ha. Đó. Cây này không mà mọi người mua, cây này của Xanh Lát. Xanh Lát ha, dập trên cán luôn nè. Đó. Thân mũi thì có bị rỉ sét. Ha. Rồi một cây này. Rồi, cũng tiếp tục là một cặp của thằng Xanh Lát nữa. Một cây trừ, cây cộng. Ha. Cây trừ, cây cộng. Cái này thì mũi của nó một tấc, nó dài nguyên cây là 2 tấc, 2 tấc mốt. Cây trừ này là trừ trừ 6 cộng 2. Cái này là chưa có xài. Cái này mới đúng là chưa có xài nè. Ha, trừ 6 cộng 2 còn mới ton luôn. Đó, cán cao su mềm. Mà em thường bán nè mọi người. Ha. Đó. Rồi cây này. Rồi một cái vít gốc hẹp nữa. Đó, bốn món vậy ha. 3, 4, 16, giá 350. Ba bốn mười bảy là hai cây mỏ lết, một cây là 250 mm và một cây là 100 mm. 3, 4, 17 giá 280 ngàn. Đó, cây 250 mm của ông Topman ha, Topman Japan nha. Rồi cái cây 100 mm của Sankey ha. Sankey. Đó. Cây 100 mm này là chưa có xài. Ha. Thằng Zip nè. Cây này còn mới can xà beng nha mọi người. 100 mm. Khó kiếm lắm nha mọi người. Khó kiếm cây này lắm nha. Ha, còn mới chát luôn ha. Đó. 100 mm nha, không có gơ lắc luôn. Ha. Đây ngàm nó đây. Còn sáng sáng tròn luôn ha. Đó. Cây này khó kiếm lắm nha mọi người, không có dễ kiếm đâu nha. Mà giá nó cũng không có rẻ đâu mọi người, nếu mọi người mua lẻ một cây này tầm 150. 100 mm mà sau này nó dài tới tấc mốt. Thì cái ngàm nó mở được 13 mọi người. Ngàm nó mở được 13 nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó. Rồi cái cây Topman, cây 250 mm. À, cây này của Topman. Cây này thì cũng còn tương đối đẹp thôi chứ cũng không được đẹp, nó cũng có chốc si rồi, cái mặt này nó để dưới nè. Ha, à, mặt này để úp dưới nó bị nổ si nè mọi người. Đó. Thiết kế thanh mảnh ha. Cây này thì cái giống như chưa xài luôn, không bỏ mọi người. Mép nè mọi người coi, mép nè không có dấu luôn ha, thẳng rang ha. Ha. Đó ngàm nè. Đó, không có dấu luôn ha, chỉ bị chốc si thôi. Nó bị chốc si thôi. Đó mà không có dấu luôn á.
nó không có lắc luôn á, nó lắc nhẹ nhẹ vậy thôi nha. Nó bị chốc xi cái mặt dưới nè, nó còn mặt này còn khá đẹp, top men Japan ha. 250 ml nó mở được 24 giữ mở được tới 29 luôn, 29. Rồi hai cây này đó, một mẹ một con nuôi 3417 giá 280 ngàn. Ba bốn mười tám là hai cây cờ lê tự động của Sunke giá 450. Hai cây này 7 số, đúng ra nó 8 số mà nó có một số trùng là số 13. Cây nhỏ nè mọi người, cây nhỏ này 10 12 13 14 ha, Sunke. Đó. Cây này thì cái hai cái lá thép nó thì nó còn đẹp nè. Ha. Đảo chiều. Đảo chiều cây này đảo chiều rất là nhẹ nhàng mọi người. Ha. Rất là nhẹ nhàng. Cây này có hơi rơ lắc nhẹ thôi nha mọi người. Rơ lắc nhẹ thôi ha. Nhưng mà hai cái lá thép nó rất là dày nha, rất là cứng cáp nha. Hai cái lá thép này nè mọi người nha. Nó cứ rất nhẹ thôi. Ha. Nhưng mà răng cỏ là còn ok hết nha. Đó mọi người nghe âm thanh ha. Đảo chiều. Ha. Ngoài hình khá đẹp. Có mấy con tán này nó hơi bị oxy quá, nó bị rổ rổ. Nhưng mà cái phần này làm như là thép không rỉ, hai cái lá thép này nè mọi người. Giống như là thép không rỉ á. Rồi. Tới cây này. Cây này thì nó là số 13. 17. 19, 21. Ha. À, đó, cũng là một dòng với cây này luôn, một mẫu luôn mọi người. Cái 2B, cái 3B nè. TRV đúp ha. TRV đúp. Cái này 2B, 3B. Này 4A, này 6A. Đó. Cái này thì cũng có lắc nhẹ nè. Ha. Đó, nhưng mà xài thì ok. Đó. Mọi người nghe âm thanh đó thì mọi người biết là cái ha. Đó, nó xài cái bi cái kiểu như là cái hình mũi nhọn mọi người, giống như là cái mấy cái quả lập lòn vậy đó. Đó, nó chơi cái kiểu đó đó mọi người nè. Ha. Đó, răng cỏ còn rất là đẹp nha, ngoại hình cũng còn rất là đẹp luôn, cây này ngoại hình còn đẹp. Rồi hai cây 7 số 3418 giá 450. 3419 lại cái mẫu quẹ 300 ml của một Lotter giá 280 ngàn. Đó, mẫu quẹ 300 ml nha mọi người ha. Ngoại hình thì nó bị chốc xi, cán thì có cao su, nó ngoài hình có bị chốc xi ha. Thiết kế lại dạng này, dạng nấc nấc vậy đây, rất là chắc chắn ha. 300 ml thì cái tay mình kẹp được là 60, kẹp được ống 60 mọi người. Răng của nó đây, có xài rồi ha, nhưng mà răng còn đẹp nha. Đó, có một cái răng nó có dấu nè, nhưng mà còn nhọn tin nè. Rồi vỏ thì có bị cấn nó bị cấn. Rồi nói chung là vậy.
nha, 300 ml 3419 giá 208, 3420 là hai cái cây sạc cày đó, hai cây sạc ben với lại một cây sạc cày. Một cây xà beng này là 5 tấc 4 thân dẹp ha, một cây xà cày 2 tấc 6 đó. Rồi cái cây 5 tấc 4 này là của thằng thằng này nè mọi người, cái thằng logo này nè, đây nè logo này nè ha, hàng này là hàng VIP á, chết mắt nè ha, chết mắt nè, cây này còn rất là đẹp nha. Nó thiết kế thân dẹp nha mọi người, nó không phải là hình chữ H nha, mà dẹp luôn, rất là dày, rất là cứng cáp. Cây này hiếm gặp nha mọi người, nó dày tới 1/2 nha đó. Cây này còn rất đẹp luôn, nó bị chốc sơn thôi, nhưng mà cây này là chưa có xài ha. Đó, phần nhổ đinh ở đây nó thẳng ràng nha đó, sống lưng á, đầu cổ nó đây không có tì vết luôn nha mọi người đó. Rồi phần xà beng đây còn đẹp len can luôn nha, còn vuông góc luôn nè, lưỡi còn bén luôn, không có bị nọ, không có bị rổ gì hết, cái thân nó còn rất là mịn nha đó. 5 tấc 4 540 ml nha mọi người. Rồi một cây này, rồi một cây 2 tấc 6, cây này của ông Ba Kuma, cây này là xà cày đuôi chuột ha. Đó nè, cũng chưa có xài luôn, cây này chưa có xài luôn nha, đuôi chuột nè ha, Ba Kuma Saben ha. Đó rồi hai cây này 3420 giá 300 ngàn. Bình thường mọi người mua một cây 5 tấc 4 này là hết 300 ngàn nè. Cây mà còn đẹp như là 300 ngàn cây á. Cũng như là em khuyến mãi thêm cho cây này, cây đuôi chuột. Rồi, hết luôn rồi mọi người. 3420 là hết rồi ha. Rồi em có bao nhiêu đó. Mọi người coi cái nào nó phù hợp với công việc, như sở thích của mình thì nhắn tin đặt hàng. Rồi mọi vấn đề mua bán thì mình có thể trao đổi sau. Nhắn tin đặt hàng nha mọi người. Rồi trước khi kết thúc video thì em cũng xin chúc mọi người có một kỳ Giáng sinh thật là an lành và ấm áp bên gia đình cũng như là bạn bè của mình. Rồi em cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.